Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tôi dược sĩ Trịnh Tuyết, công ty Đông Y Thanh Tuấn Dược Thảo Từ Tâm hôm nay sẽ mang đến cho các bạn viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung. Nếu như các bạn còn băn khoăn thắc mắc về viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung thì hôm nay các bạn hãy xem ngay video này nhé. Viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung là sản phẩm đông dược của lương y Mai Xuân Trung, được đảm trách và được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, công ty liên doanh mỹ phẩm Diamond của Pháp. Viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung này dành cho những nam giới trên 18 tuổi và giúp cho bổ thận, tráng dương, mạnh gân cốt, tăng cường sức khỏe và hỗ trợ cải thiện sinh lý nam. Viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung này dùng cho những người sức khỏe kém, yếu sinh lý hay bị đau nhức hay mỏi gối, những người tiểu đêm nhiều và những người bị thận yếu. Viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung này 100% từ thảo dược thiên nhiên. Thành phần chính chủ yếu của nó gồm có là nhung hươu, sâm cao, thục địa, nhân sâm hay dâm hương hoắc, cộng với lại nhiều cái vị thuốc khác. Viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung này an toàn, hiệu quả và không gây tác dụng phụ. Viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung này mình có thể duy trì từ 1 tới 2 tháng và tùy thuộc vào cơ địa hay là tình trạng bệnh của mỗi người thì mình có thể kéo dài sử dụng thuốc. Viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung mỗi ngày mình dùng 4 tới 5 viên, ngày dùng một lần và mình nhai trước khi uống. Đối với những người bị tiểu đường muốn kết hợp viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung thì mình có thể uống cách nhau trong vòng 1 tiếng. Khi mình sử dụng viên uống sâm nhung bổ thận Xuân Trung, đối với nam giới mình nên duy trì một chế độ dinh dưỡng phù hợp, tăng cường ăn những cái thức ăn đỏ như là thịt bò. Mình nên hạn chế dùng những chất kích thích hay những thứ có ga và mình nên duy trì một sức khỏe lành mạnh như là tập thể dục thể thao thường xuyên. Các bạn muốn biết thêm về sản phẩm sâm nhung bổ thận Xuân Trung thì có thể để lại comment dưới video này, và để liên hệ mua hàng các bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại 0931 251 025. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.